Xin mến chào các bạn. Và trong cái video hôm nay, Giang xin giới thiệu các bạn về một khóa học mà mình thấy rất cần thiết thì tất cả các bạn, dù là kỹ sư, thiết kế kết cấu, kỹ thuật thi công, làm các bộ phận QA, QC hay là QS ngoài công trường, thì dù là một người làm dự toán hay là những người mà chưa từng làm dự toán, đều cần phải quan tâm đó là bộ môn dự toán công trình. Thì rất nhiều bạn đã hỏi Văn về cái khóa học này. Thì thực sự là trước đây á, mình cũng định làm khóa học này lâu rồi, nhưng mà do thời gian nó bận bận nhiều quá, với lại là mình phải soạn một cái nội dung thật là kỹ, một cái nội dung thật là phù hợp cho đối tượng xem như là chưa từng làm dự toán bao giờ đó. Thì hôm cho đến hôm nay thì mình mới xong được và mình tiến hành public cái khóa học này. Thì cái nội dung dự toán công trình ở Văn nó có gì đặc biệt? Thì thực sự mà nói, hiện nay cái việc học dự toán á, ở trong Văn xây dựng là cực kỳ cần thiết. Nó giống như là một công việc mà một người, bất kỳ một người xây dựng mà không biết làm dự toán thì thực ra giống như là chúng ta đi bán sản phẩm của chúng ta, là bán sức lao động, là bán cái thành phẩm của chúng ta là cái ngôi nhà mà chúng ta không biết tiền vậy đó, thì thực sự là nó rất là hạn chế. Nhất mình xin nói là vì sao Văn lại triển khai lớp này. Thì như mình đã nói ban đầu, học dự toán công trình là một điều giống như là bắt buộc và rất cần thiết đối với người làm xây dựng. Chúng ta thực trạng học dự toán hiện nay như thế nào? Thì như mình thấy thì trong các cái trường đại học hiện nay, cao đẳng hiện nay, thì các trường thì rất là nhiều trường đào tạo về xây dựng, nhưng mà việc học dự toán công trình thì lại không được chú trọng đúng mức. Cái vấn đề học dự toán trong sinh viên xây dựng như thế nào? Thì hầu như là trong sinh viên xây dựng ở đây thì học dự toán theo kiểu là trên trường thì dạy, nói chung là nó rất là dông dài, lý thuyết một cách rất là uyên bác, nhưng mà biểu làm việc á, ra trường sinh viên làm việc á, thì lại không làm việc được. Rồi lại dấn thân vào những con đường, ví dụ như là nếu bạn nào đó may mắn mà được vào làm trực tiếp những công ty thiết kế và làm đúng bộ phận dự toán, thì bắt đầu các bạn mới làm quen và bắt đầu dần dần sẽ làm việc được. Còn những bạn ra công trường, cái thời gian cái đầu đi thi công xong rồi về lại phòng đấu thầu, đi thi công xong rồi thời gian nó dễ gì có, rồi lại đi thiết kế kết cấu thì thời gian đâu có đâu, thì làm sao mà học cho được. Rồi sau này muốn nhảy việc, muốn chuyển việc, ví dụ về làm phòng đấu thầu hoặc là làm thêm về mảng dự toán công trình, cái là không có thời gian và cuối cùng lại cũng không làm việc được. Cái yêu cầu từ công ty xây dựng tuyển dụng như thế nào? Thì các công ty xây dựng hiện nay, các bạn để ý là hầu như người ta tuyển là người ta đều yêu cầu các bạn là biết làm dự toán và có kinh nghiệm, đúng không? Có kinh nghiệm. Tất nhiên có một số vị trí không cần kinh nghiệm, nhưng mà có những vị trí yêu cầu làm kinh nghiệm, thì đa phần là yêu cầu có kinh nghiệm và biết làm dự toán công trình, cơ bản là biết bóc tách khối lượng. Thì đó là những điều kiện tiên quyết để người ta tuyển. Chứ người ta không tuyển là bạn phải biết dùng Revit, Tekla, bạn phải biết dùng BIM và phải hiểu quy trình, cái đó thì người ta chưa quan trọng lắm. Nhưng mà mình nói chắc chắn các công ty hiện nay đều mong muốn các bạn có được ba yếu tố. Một là vốn tiếng Anh, hai là kinh nghiệm, thứ ba biết làm dự toán, hay nói khác là phải biết bóc tách khối lượng công trình. Cái học xong khóa học này thì tôi có đủ khả năng làm việc hay không? Mình xin thưa các bạn là trong cái lớp dự toán công trình này, mình hướng đến tính thực hành, áp dụng cho một công trình cụ thể và chúng ta cần ra một giá trị tiền cuối cùng. Chứ chúng ta không đi theo kiểu là nói những cái ý nghĩa, những cái phạm trù chung chung trong việc dự toán, hoặc những cái xoáy sâu và những nghị định thông tư của Bộ Xây dựng. Chúng ta làm như thế chúng ta sẽ rất rối và chúng ta rất khó hiểu. Thì căn bản mình sẽ đi vào nội dung luôn. Thì cái công trình thực hành này chính là áp dụng cho công trình nhà dân dụng. Do đó cho nên tôi có đủ khả năng làm việc hay không? Tôi xin trả lời các bạn thế này. Thực ra để bạn làm việc được thì bạn cứ nghĩ là
cái công việc của bạn làm đó nó thuộc về lĩnh vực là xây dựng dân dụng hay là công trình thủy hay là công trình cầu đường. Như vậy nếu như mà để mà đảm bảo bạn làm được việc hay không thì bạn phải học dự báo công trình cho từng cái loại công trình xây dựng khác nhau thì mới bạn đáp ứng được. Nhưng căn bản ở đây, nếu như bạn đã thực hành được một công trình cụ thể nào rồi thì chắc chắn những công trình sau bạn sẽ có thể tìm hiểu thêm và tự phát triển được. Đó là điều mà mình mong muốn ở đây sau khi kết thúc khóa học. Còn học xong khóa học này, chắc chắn bạn sẽ làm được công trình dân dụng là chắc chắn. Còn về nói về công trình thủy, công trình cầu đường thì mình xin thưa là các bạn phải học thêm tiếp. Và mình là dân xây dựng dân dụng, cho nên công trình thủy, công trình cầu đường mình không giỏi bằng các bạn. Tất nhiên cơ hội làm việc ở những công trình thủy, công trình cầu đường về dự toán mình không có, do đó cho nên mình chưa tìm hiểu được. Thì trong cái nội dung môn học này mình hướng dẫn các bạn về dự toán công trình thực hành cho một công trình khách sạn mini, và đó chính là cái công trình thuộc về dân dụng. Tiếp tục mình sẽ nói cái nội dung khóa học chúng ta có gì. Thì mình sẽ điểm qua cái nội dung lịch trình khóa học để cho các bạn nắm. Trong cái nội dung khóa học này mình sẽ chia làm những nội dung sau. Một là mình sẽ nói các bạn làm quen với Excel. Ở đây rất nhiều bạn, đặc biệt là những bạn sinh viên và những người mà chưa từng làm dự toán, hoặc là những bạn mà còn đang ở những cái lĩnh vực khác, ví dụ như là đi thi công, công kỹ thuật công trường, thì Excel các bạn chưa đủ giỏi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức chúng ta làm tìm hiểu về Excel. Ở đây cụ thể mình sẽ hướng dẫn Excel 2016. Thì mình sẽ để link cài 2016 trong nội bài học cho các bạn để các bạn có thể cài nếu các bạn chưa có Excel 2016. Thì ở đây là mình khuyên các bạn dùng Excel 2016 bởi vì Excel 2016 nó có nhiều tính năng hay lắm. Với lại là nó rất là mượt, theo đánh giá của mình rất là mượt. Mình sẽ đi lần lượt các cái nội dung mà rất quan trọng trong Excel để các bạn sau này làm việc với Excel, bởi vì làm dự toán mà không biết Excel thì giống như là các bạn sử dụng phần mềm mà không biết tiếng Anh vậy đó. Đó, các bạn khó sử dụng lắm. Rất khó. Dạ. Ít nhất phải có A B C đúng không? Ít nhất phải có một chút kiến thức cơ bản. Sau đó mình hướng dẫn các bạn một số hàm Excel, trong đó mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành 10 bài tập Excel căn bản, đảm bảo các bạn có đủ kiến thức Excel tương đối để các bạn làm việc sau này với lại dự toán Excel. Chương 2, đọc bản vẽ xây dựng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc bản vẽ công trình khách sạn cụ thể luôn. Thì đây là cái nội công trình mà mình sẽ học. Thì đây mình vẽ dạng thô. Thì tất cả công trình khi học mình đều mô phỏng 3D hết. Mình mô phỏng 3D mục đích để giúp các bạn mường tượng được cấu tạo. Được chưa? Cấu tạo và các cái bộ phận phần thô cũng như là phần hoàn thiện của nó. Chứ nếu như mà mình chỉ làm mình render, mình tua màu hết thì cái hình nó các bạn sẽ rất khó đọc. Và nội dung chúng ta học là công trình này. Đó, được chưa các bạn, công trình này. Chứ là mình hướng dẫn các bạn thống kê thép trong cấu kiện bê tông cốt thép. Cái này mình sẽ thống kê trên nền Excel luôn, mình hỗ trợ các bạn. Chúng ta cũng sẽ thống kê với bản vẽ công trình nhà công nghiệp. Thì mình sẽ lựa công trình nhà công nghiệp nó tương đối phức tạp. Đó là một cái cấu kiện dàn thép V hồi xưa. Để các bạn thống kê, mình sẽ hướng dẫn các bạn thống kê cái đó. Chương 3, mình sẽ đi vào nội dung dự toán công trình. Cụ thể mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sử dụng phần mềm dự toán, nói về các phần mềm dự toán. Cái thứ hai là trình tự thi công các cái công trình như thế nào. Rồi chúng ta sẽ trình tự thi công và từ đó chúng ta sẽ gì? Đi đến cái trình tự về trình tự chúng ta nha. Trình tự bóc tách khối lượng. Lập đơn giá. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn xác định chi phí xây dựng này, hướng dẫn xác định vân vân các nội dung liên quan tới một cái bộ hồ sơ xây dựng dự toán công trình. Thì đó là những cái nội dung mà trong khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn.